lái xe tao vậy mày? Mày có học bài chưa? Dạ chưa. Thôi vô học bài tôi coi đi. Ê, chạy. Hai đứa nhỏ này con nhà vô đi bước lái mà mày của tao vậy? Mẹ con á. Đi về vậy. Trời ơi, thả rác nữa. Đi. Con cái nhà ai mà vô đây mà xả rác tùm lum mới chơi cái trò này. Thằng tí này bữa nào cũng dẫn bạn bè vô đây hết trơn cái trò này. Hư hại đồ tao hết trơn cái trò này. Giờ đi ăn sáng cái coi. Ăn ở tiệm nào ta? Tao mới sắp tận thế rồi sao mà nó đi dịch cúm mà đủ thứ hết trơn. Ăn bò sợ bò điên. Mà ăn heo sợ lông mồm lỡ móng. Mà ăn gà sợ H5N1. Chắc chuyển qua ăn chó quá. Ôi, cái món đó tôi không khoái anh ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cửa đẻo rồi ra vô không đóng cửa ra tế. Cho mượn giấy dò coi. Ủa giấy dò gì? Bán giấy số phải có giấy dò chứ. Trời đất ơi, anh xui. Quên tôi, anh xui. Xui gì, xin lỗi, tôi không phải xui, tôi là Hên. Vậy là sao biết ai, tôi biết cái tên cúng cơm của anh là Mai Văn Hên. Ừ, biết vậy sao rồi vô đây chi, chắc là ông nhà phải không? Anh sao anh vui tính quá, tôi nói ở đây không phải là xui xẻo, mà là... Tôi nghĩ cái tiếng xui lắm nha, tôi nói xui là không có được ca, ở đó là Hên, xui không có được. Tôi nói với anh xui ở đây không phải là xui xẻo mà là xui da. Hả? Tôi với anh là không da nha, mà sao tự nhiên bây giờ anh quên tôi nhan vậy anh xui? Nói vậy tôi là ba của con Thơ, ông ngoại của con Tý đây nè. Vậy sao? Ủa? Trời đợi lâu ngày gặp lại cũng sơ sát như xưa hả? Ơi coi bộ già hơn lúc trước nhiều à. Già hơn lúc tôi còn nhỏ đó anh xui. Thôi vô nhà nghỉ. Ngoài nắng quá. Chứ phải đứng đây cái tắm. Thì không thích thì đứng đó tắm đi, tôi vô. Vậy thôi. Thôi tôi vô. Vô ăn nè. Bỏ muốn ra, muốn ra. Dạ. Gặt. Đầy gặt hết. Gặt Italy. Sao anh mang được? Tôi mang là tôi chủ nhà, bây giờ tôi đi. Vậy cũng vậy Italy luôn, mang gạch Italy mới được. Bọn này anh muốn là... Thôi, vô. Rồi xui về nhà cho anh xui. Đi thẳng đi, có gì đâu, cũng đứng dữ vậy. À, nhà anh mới cắt lại xong, thấy nó sang trọng quá trời đi vô. Thấy ngờ anh xui ơi. Ôi, có tiền cắt biệt thự ở chứ anh xui, để tiền nó mục hết cũng vậy. Ngồi chơi đi. Dạ. Yeah. Cách đây 2 năm mà gặp anh lại cũng thấy sơ sát quá nha. Những cái áo này mà phải bộ đồ này cái đồ cũ, cái nó đồ cũ mà. À, anh xui định nói vậy đồng nghiệp ở dưới quê mà nó làm lụng không mà đâu có đi chơi đâu, thành thử đó ít có may đồ lắm anh xui ơi. Thế à? Anh xui định đi đâu đây mà sao mặc đồ đẹp quá trời, áo giống đồ siết khỉ quá. Siết khỉ? Ờ, đồ dư lê của người ta, đồ Mỹ, đồ siết khỉ. Tính đi window cà phê. Dạ. Rồi lát chút xíu rồi đi Liberty dễ đậm rồi chơi vậy thôi mà. Dạ. Bây giờ sẵn có anh đây là khỏi uống cà phê. Ngồi chơi đi, tôi vô tôi pha bình trà rồi uống nha. Ở thành phố, dạ. Ngồi chơi nha. Dạ. Ở thành phố đi nhảy đầm rồi chứ còn dưới tôi nhảy mương, nhảy cò không anh ơi. Ê, cha. Nhà cửa. Mới cắt lại đẹp ghê không? Nhớ mà mấy năm trước là tâm húng đi đồ xài đồ cổ đó ha. Bởi vậy người ta bắt đầu càng ngày càng giàu lên, nó có khác. Tôi mê cái này nè. Cái này, ủa xin nhớ rồi đó, nó có cái thùng giống như cái thùng hết tóc mà giờ nó có cái này nó ngọn ngộ. Anh thấy con nít quá vậy thôi. Ủa anh thông cảm rồi, thấy mê quá. Mê? Trời ơi nó hút. Tôi kêu để nó hút ở ngoài kia rồi, để nó hút đây chi. Ủa anh thông cảm đi, người đâu của đó, giật bất ly thân.
ơi, nhà anh giàu mà ai ai cắt cỡ của anh đâu mà anh làm mấy kiểu khách đó. Phải sợ mấy cái nhỏ kia trước tao thấy đuôi muốt rồi, tao lạ quá. Thôi, lạ gì, ba cái đồ này là vô viện bảo tàng rồi. Dạ. Cái đuôi muốt này với cái đầu tóc mà vô viện bảo tàng lâu lắm rồi. Uống nước đi. Cái phá đồ này lớn phải không? Nhà này cái đồ gì là tốn tiền dữ lắm. Đó cái chung nhà anh Thành đó. Dạ. Rồi cái chung không đó là cả ngàn đô một cái rồi. Trời đất ơi, dữ vậy đó hả? Bộ này là 4-5 ngàn đô á. Tôi mua là bắt kinh gì không á. Dạ. Đô ạ phủ. À, dạ không, đô ạ quên. Ê, dạ. À, tôi không nói dấu gì anh ha. Cứ nói dấu đi. Hả? Nói dấu đi. Ờ. Ý chà, cá đẹp quá. Mà mấy cái con cá này ở dưới quê tôi nuôi mương không hà. Mà sao ở đây lại đem lên để trong lồng kiến vậy? À, là khách có tới rồi là vớt lên chi xù nhậu ha. Cái cá gì đó? Diêu hồng. Diêu hồng? Cái là hán rồi nó cái diêu hồng thì quên. Ủa vậy hả? Cái này tôi mua từ Singapore về đó. Singapore, trên nước uống là có la hán quả mà cá cũng có cá la hán quả nữa ha. La hán quả? Anh mới nói. Cá la hán thôi. À. 3-4 ngàn đô một con. Nuôi nữa đó rồi nó sẽ lên cái đầu trần dần vậy nè. Dạ. Giống như cái đầu tóc mượn của ông nha. À, dạ. Giống vậy đó, nữa lên đầu vậy á. Vậy là chỉ tới chữ hán thôi ngưng nha, la hán thôi chứ không có quả ha. Ừ. Dạ. Chứ là nói thật với anh nha, ở dưới quê tôi ha, ba cái đồ quỷ nào mà mỗi lần mà buồn không có đồ nhậu đó. Anh biết con vía một vợt lên vậy đó, mười mấy con cái chi xù nhậu chơi vậy đó. Nhiều quá ha, dưới quê nhiều quá. Chưa đâu anh xui. Còn cái này nữa nè, anh biết bao tử cá lia thia không? Đó, ở dưới là tụi tôi hầm tiêu đó ha. Rồi là cái bắt đầu để đâu về rồi vô nghe tao nói nhậu ngon lắm. À, sao anh? Thôi khỏi nổ. Nổ nhiều nghe chán. Ở đây là thực tế không à. Bộ dưới quê đó. Rồi không có việc làm. Xong rồi lê thân tàn má dại lên đây đi có chuyện gì không? Anh xui, nói quá ha, chứ không nói giấu gì anh. Ở dưới quê công việc của tôi là nó ê hề hà. Nhưng mà nhớ cháu ngoại quá đi, cho nên là tôi gác cái công chuyện lại. Rồi để đi lên đây là thăm cháu ngoại mà. Gác công chuyện thì được, đừng gác trên ghế tụi tầy. Dạ gác. Bộ ghế mấy ngàn đô. Anh xui làm tôi sốc hoài. Sốc tập 1 đó nghe. Để nó quốc ở dưới. Ê, chết luôn anh! Dạ, quên, xin lỗi, tôi xin lỗi anh. Để nuốt cái dưới cái trời, ba đồng quỷ đi vô cho ngoài đi. Không, tôi nói để đi giấu, đi kiếm chỗ nào để giấu. Dạ. Đỡ đón xuống đi cho nó mát ở trong nhà, thôi trời đánh thì sao đỡ đón hoài vậy? Dạ, xin lỗi anh xui, tại vì cũng vô thấy nhà nó lạ quá, rồi cũng hơi vô ý xíu anh xui, thông cảm anh xui ha. Ủa là... thích cái bệnh gì mà thấy cái động dung chích gì trong bệnh đây vậy? Đó, anh nhắc tôi phải nhớ đó nha. Không nói dấu gì anh. Cứ nói dấu đi. À. Đi dấu lại đi. Hôm nay đi lên thăm cháu ngoại rồi sẵn dịp xách cái giỏ giò gà. Gì giò gà? Trời đất ơi, giò gà là cái đánh đi ha, có giò gà. Không không, cặp gà giò. Gà giò, không có giò gà. Đi lên đây trước biếu anh ăn lấy thảo. Cái trăm trời không có được. Gà, gà hả? Gà. Đem ngoại, túi đem ngoại. Trời ơi, trời đất ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nó kẻ thăm hỏi đi. Anh làm gì vậy anh xui? Trời đất ơi. Khách năm anh hộ là sao tôi cúng cúng hả vậy là bây giờ tôi phải sao đem ra ngoài giùm tôi đi trời ơi trời tôi chết tôi rồi đem cúng gà vô nhà tôi nữa tử quá trời quá đất mà sao vậy rồi tôi đem lại cho anh lấy đi lấy đi tôi anh vừa phải thôi nha anh làm như tôi rồi mỗi vậy đó anh xin ta lạ anh xin búa xui anh xui phải anh xui ơi tôi sợ là di trùng thì di trùng di khuẩn nó tùm lum mới lên trong nhà tôi anh đem vô là chết tôi rồi anh làm chuyện quá đáng anh làm tôi sốc hoài tôi sốc tiếp tập 2 rồi đó sao là để anh sốc còn hơn rồi tôi bị cúng cúng cái gì gà này tôi nói tên nha gà đây là gà nhà gà vườn gà của tôi nuôi chứ đâu phải gà công nghiệp đâu mà anh xui sợ biết rồi gà gì cũng vậy giờ cúng là tử là tôi nói thiệt với anh xui nha làm như mà kể từ ngày tôi giàu tôi có tới giờ tôi giữ gìn sức khỏe tôi dữ lắm vì có sức khỏe mới làm ra tiền mà hả có tiền đó phải giữ gìn sức khỏe bây giờ tôi nói nhiều cái tôi nói thiệt anh à không tôi nói anh bởi vì tao nói thường thường tao nói nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột cơm thừa đó thì anh nghèo anh sợ chết cho tôi giàu sợ chết lắm trời kêu ai nói dạ anh ơi gì đó vậy đem ngoài luôn đi quên xin lỗi anh
Anh nói anh ăn gà không được chứ còn cái khô chắc anh quất được ha anh Xui ha. Khô gì? À, không nói gì anh, tôi có mấy khô sạc để lên một cái loại này anh biết con xé nhỏ ra đó ha. À, trời ơi, nó hôi quá, hôi quá, trời ơi, đem ra ngoài cái khô sạc đó. Tôi sẽ rửa bây giờ. Rồi chiều ông nội vô dò cho, nghe không? Đây. Ông ngoại. Ông ngoại nè. Con chào ông ngoại. Ừ, lại đây ông ngoại tiểu cái coi. Ông ngoại đi dưới quê mới lên hả? Dạ. Ở đâu vậy? Hả? Không được lỡ gỡ ông ngoại. Ủa, anh Xui, sao kỳ cục với anh Xui? Anh làm cái gì kỳ vậy? Cháu tôi nó đang khỏe mạnh, tôi muốn nó bệnh. Ủa, anh nói vậy là sao? Anh cứ làm tôi sốc hoài từ hồi nãy tới giờ vậy đó hả? Tôi bệnh cái gì mà anh nói tôi lây bệnh cho cháu tôi anh Xui? Trời ơi, đâu biết được. Con người đang thờ thờ đó, lắc ngã đùng chết liền. Nè, không có được lợi gần ông ngoại con nghe chưa? Con kẹo đâu, tại sao con không được tới gần ông ngoại anh nội? Cái người ông ngoại con di trùng không à? Không có được lại gần. Trời đất ơi! Thôi vô bài, mày kể tao đập mày chết à? Đi vô bài! Không đang cho ông nội nữa. Không. Ông ngoại ơi, cảm ơn ông ngoại nhiều lắm. Quay. Tôi nói thật cho anh quá đáng rồi, anh dạy con cháu anh vậy là tôi không có đồng ý đâu nè. Đồng ý gì? Anh nghĩ sao anh làm với tôi cái thùng rác vậy đó mà anh nói tôi con người của tôi di trùng không là sao anh Xui? Anh giải thích cho tôi biết cái đó vấn đề di trùng là sao. Anh cứ suy nghĩ lại chứ giải thích gì. Giờ anh lại thấy không, sáng giờ đi đường nè, là đi tú có dưới quê lên đi xe cổ này nọ thì bụi nó bám đầy người đó, viêm khuẩn nó nằm ở trong đó không chứ đâu. Tôi đi đường chứ tôi đâu có lết đường, tôi đâu có bò đường đâu mà anh làm quá đáng vậy. Bây giờ anh đi đường mà lết đường gì cũng bụi dính đó ha. Mà tôi có không cấm anh lại gần con cháu là gì. Anh muốn ôm cháu tôi thì cũng được. Nhưng mà vô trong nhà tắm á, đây là đâu có nhà tắm, nhà tắm tôi tắm đi ha. Tôi tắm rửa cho sạch sẽ, gội đầu á, trong đó đủ thứ để dùng thơm có nè, dầu gội đầu có nè, dầu diệt khuẩn có nè, rồi dầu dầu cù la nè, để dành sức rúng sau khi tắm nè, thấy không? Đúng rồi đó, phải kỹ lưỡng vậy đó, ôm cháu tôi mới được. Trời ơi, anh sao tôi nói thiệt với anh á, hồi nãy tới giờ á, từ lúc gặp anh tới bây giờ bữa nay làm như là ở trong người của tôi vậy. Nó tôi không muốn nói chuyện vậy. Thà là để cho anh sắp về hay còn đỡ hơn để cháu tôi bệnh. Tôi còn không muốn bệnh luôn. Anh cũng nói cho anh biết nha, từ cái lúc mà tôi đặt chân vô trong cái nhà của anh tới giờ đó tôi bị sốc hơi nhiều nghe. Thôi sốc là sốc bệnh. La phan đó, sốc mà sốc là liên tục đó. Sốc đỡ hơn bệnh. Anh là cái gì cũng vừa phải thôi, anh đừng có ý anh giàu có, anh coi thường mấy người nghèo như tôi. Ai giàu qua họ khó qua đời anh. Giàu mà cái kiểu mà khinh người như anh đó, cũng nói thật với anh à. Rồi sau này già đi rồi anh sẽ thấy anh sẽ sống một mình đó, anh sẽ cô độc thân đó anh biết. Ai thì sợ chứ tôi không sợ. Thôi con cháu nó thương tôi lắm, đứa nào cũng thương tôi bởi tôi có tiền mà, tôi nói gì nó nghe lấy à. Ôi biết đâu chừng nó bằng mặt nhưng mà nó không có cái mặt bằng. Cái gì nó bằng? Hả? Bằng mặt mà bằng gì? Ý tôi muốn nói là nó bằng mặt mà nó không bằng lòng đó. Trời ơi, là mặt bằng là như là nước. Nước biết đâu chừng ở ngoài á, cái mặt nó thương nó yêu, chứ ở trong lòng của nó ghét cay, ghét đắng, ghét chua, ghét mặn, ghét lợ lợ đó anh. Tôi thì tôi sợ cái đó rồi, vì tụi nó thương tôi dữ lắm. Bây giờ gì không mấy tôi anh thử đi. Thử thì sao? Thử bây giờ này, trong một tôi với anh hai người đi xa, rồi hỏi nó thử con nó thương nó nhớ ai. Dĩ nhiên là nó thương tôi rồi. Ngoại là sẽ bằng nổi được trời. Bằng ngày là tôi cho nó ăn nè. Tôi tắm rửa cho nó nè. Tôi mua bài cho nó học nè, mua đồ chơi cho nó chơi nè, thấy không? Còn tôi nè, hồi nhỏ tôi cho nó bú nè, xạo xạo nó được cái lúc mà mẹ nó mới sinh nó ra,
tháng nó bồng về với tôi rồi là đem mà mẹ nó ngủ, tôi thương con gái tôi không ta thức, tôi dỗ nó, tôi pha sữa cho nó bú nè. Vậy thử đi. Bây giờ thử đi. Bây giờ anh vô anh núp vô hồ cá tôi làm đó, núp sau lưng hồ cá đó. Tôi kêu nó ra, tôi hỏi coi thương ai rồi biết liền à. Rồi ha. Hãy đợi đấy ha. Rồi mình tiếng nghe. Rồi thì tôi vô chồng. Đi. Rồi vậy là anh nói tôi về rồi đi. Rồi đi vô làm đi. Tí à? Dạ. Ông nội biểu ba con. Dạ, ông nội gọi con. Giỏi. Ủa, ông ngoại con đâu rồi ông nội? Ông ngoại con về quê rồi. Mới lên đâu vậy? Nghèo quá mà, đâu có tiền có bạc vậy đâu. Ở đây đi con. Nè, tôi hỏi con câu này cũng trả lời thiệt nha. Dạ. Trả lời lương tâm của mình nha. Dạ. Và phải nói lớn lên chứ đừng có nói nhỏ nha. Dạ. Con có thương ông ngoại con không? Dạ có. Thương nhiều không? Dạ nhiều. Vậy giữa tao với là với ông nội nè, với ông ngoại mày thương ai nhiều vậy? Dạ. Mày thương ông nội nhiều hơn thương ngoại nhiều. Dạ. Con thương ông nội nhiều hơn ông ngoại. Thôi nhanh lên. Dảnh lỗ tai nghe đi. Ông ngoại là sao bằng lỗ mới được. Nghe chứ anh. Tôi nghe hết. Mà trong cái vấn đề này tôi thấy thằng nhỏ đó làm như nó có cái gì á, lời nói nó không có được tự nhiên anh ơi. Nó làm như là nó bị khủng bố. Bố gì? Trời đất ơi, nó nói rõ ràng. Nó thương nội hơn. Thôi vậy thôi cũng được rồi, thôi bây giờ vậy nè, anh đi vô lại cái chỗ mà hồi nãy tôi núp đó. Anh núp đi. Rồi để tôi hỏi coi thử coi rồi cái lời nói của tôi đúng hay sai ha. Dĩ nhiên là nó thương ông nội luôn quá, thương thì được còn gì nữa. Hỏi đi nha. Giỡn cái mỏi dài ra mà hỏi đi. Tôi vô trong nè. Tây à. Tây. Dạ. Ủa, ông ngoại. Sao nãy á, ông nội nói ông ngoại về quê rồi mà. Về rồi, đi nửa chừng cái là nhớ cháu quá rồi trở lại đây để ôm cháu trong lòng cho nó đã vậy mà. Cho con ôm ông ngoại miếng à. Không có chừng râu nó cạn rồi con. Làm gì thì em cháu đang thấm thiết rồi con. Bỏ chạy lấu đi nghĩ gì vậy con? Con đang tìm ông nội. Nếu như hả mà ông nội thấy con ôm hôn ông ngoại á là ông nội sẽ đánh lá con. Ôi mà sợ cái gì, ông nội con đi rồi. Ủa đi đâu vậy ông ngoại? Ông nội con đi bán muối rồi. Bán muối? Hồi nãy nội con có tâm sự với ngoại là giờ muốn ra làm kinh doanh đó con. Bán muối. Mà con không hiểu. Có nghĩa là đi sắp đi về nơi xa đó. Sắp đi về nơi xa? Vậy đi chừng nào mới về hả ông ngoại? Tùy theo cái sự hứng của ông nội con à. Nhiều khi ông hứng ông đi luôn. Vui quá nhỏ nó nghe nó đi luôn nó vui. Hả mà ông nội đi lâu lâu á là con được ở bên ông ngoại. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ hỏi thiệt nè ha, ông ngoại hỏi gì chứ bây giờ con thương ông ngoại nhiều hay là ông nội nhiều? Dạ con có thương ông nội nhưng mà con thương ít lắm. Con thương ông ngoại nhiều hơn ông nội đó. Dẫn cái lỗ tai lên nghe ha, có thương ngoại nhiều hơn nội đó ha. Ông ngoại hả? Ông ngoại nói chuyện với ai vậy? Ông ngoại đang nói chuyện với hồ cá đó con. Mấy con cá này nó khôn lắm mà. Hồi nãy nội con giới thiệu nó mua mấy ngàn đô, thành thử ra nó biết nghe tiếng người. Hãy dẫn cái mang cá lên nghe nhỏ nói ha. Thôi tôi sợ lắm mấy người ơi. Nhiều khi mấy người ngồi kế tôi rồi, mấy người làm bộ mấy người nói vậy chứ ngoại nghèo, nội con giàu là làm cái gì mà ngoại đâu có cái gì đâu mà cho con mà con thương ngoại. Tại vì ông ngoại hiền. Còn ông nội con hả? Dữ lắm. Tối ngày nhốt con ở trong phòng học bài không à. Tụi bạn con tới chơi,
Vậy hồi nãy giờ ngồi với ông ngoại vậy rồi có sợ ông ngoại lây bệnh con không? Con không có sợ. Ông nội con sợ chứ con không có sợ đâu. Ba má, ông ngoại có đem gì cho con ăn không? Trời ơi, nói nãy giờ rồi ngoại mới nhớ có con à. Đem lên cho con cặp gà giò để nấu cháo gà cho con ăn. Mà hồi nãy nội con nói sợ bệnh đó con. Dạ. Bệnh cúm gì HNTD5 gì đó. Dạ. Nhưng mà ngoại nói cho con nghe, gà này ngoại kiểm dịch rồi, bệnh hoạn gì. Ông ngoại, có phải kiểm rồi ăn không có mắc bệnh phải không? Đúng rồi. Nè, ngoài cái vấn đề gà ra, ông ngoại có cái này. Cái gì vậy? Con đâu qua đây. Đây, con có biết ăn cái cô cá sạc không con? Cái này hả? Cái này ở nhà con ăn hoài à. Ủa, ăn hoài hả? Dạ. Vậy sao hồi nãy nội con nói là ở nhà không biết ăn khô, ăn toàn đồ biển không hà? Nói vậy hả ngoại? Vậy là ông nội con nổ rồi. Trời ơi, nổ. Mà chưa chắc gì cho ăn con cua biển đó nha. Coi chừng con cua đồng mà con không biết đó. Nè, bây giờ bắt đầu để ngoại mới nói cho con nghe cái này ha. Con biết cái này nè, mà nướng lên đó ha. Xé ra. Con biết con cái xoài đó, con xoài tượng nó cũng bầm 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 vô con tổn lên. Ông trời ơi, nhắc là bây giờ gì? Con đi ra sau bếp á, lấy cho ông ngoại cái dĩa với bỏ vô miếng muối. Nè. Dạ. Rồi đi lên đây nè, ông ngoại nướng cho ăn. Dạ. Ôi, cho ngoại tôi cho nó thật thà. Nó giống tôi với nghe. Nó thật thà quá. Bây giờ cái loại rượu này nướng như con này nó ngon lắm. Ông ngoại. Ông ngoại. Dạ, có đây. Có liền ha, có liền ha. Cái này là muối. Còn này là khô cái sạc. Đúng. Xé từng miếng ăn sống hả ngoại? Mồ tổ mày, làm với ông ngoại là người rừng vậy? Như sống mày không có cái này nè. Bây giờ nè, cầm đi rồi để ông ngoại làm cho con coi ha. Dạ. Con biết cái chai này chai gì không? Dạ không. Đây là chai rượu, rượu mà của ngoại nấu rồi. Ngoại lấy nước cốt nó tới 45 độ lận, cái bắt đầu là để miếng muối này vô ha, cái bắt đầu cái ông ngoại mới rót ra nè. Đó, rót ra gì rồi đó, con biết chi không? Dạ không. Bởi vì cái này đó là 45 độ, mình bật lửa vô là lửa xanh. Nướng khô á, bằng cái rượu này đó, con biết nó ngon hơn là nướng lửa than nữa đó nha con. Wow, con coi ngộ quá ha. Đó, trời đất ơi, lấy ra nó nóng đây là bắt đầu hen. Đây, cầm đi, cầm đi. Đây 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 ngoài khỏi em. Bây giờ bắt đầu ngoại mới xé. Trời đất ơi, ngoại ở đây mà ngoại còn thèm. Con có thèm không? Con thèm quá con chịu không nổi. Ai kia có thèm không? Bây giờ khỏi, từ từ, ngoan từ từ thôi. Con chấp đó, bởi vì á, cái khô này đó là khô ở nhà ngoại làm. Ngoại nêm ném tỏi mỡ một úp đồ vô ngon lành lắm, chứ không phải như là khô chợ. Là dạ. Nó bùi bùi mà nó. Rồi sao ba? Biết tâm sự với ai không? Sao? Tâm sự với mấy cái cá. Cá mà còn tâm sự được á. Phải bó tay bà này. Cá nó đâu biết nghe đâu ba. Bỏ với ba này, ba nhiều chuyện thấy ớn luôn á. Má mày là vua nhiều chuyện. Gì á? Trời ơi, tới đây cái nghe nói nhiều chuyện là sao? Ông nói xấu tôi cho con nghe ha. Không dám nói xấu đâu, tôi nói đúng.